Xin mến chào tất cả quý vị anh chị là quay trở lại với kênh của Viết Phú trong video ngày hôm nay. Thì như video mới nhất em gần đăng gần đây thì đợt này dịch thì cũng em không không có việc đi mua hàng, nó không được liên tục và không được gọi là thoải mái như đợt trước, mà vẫn phải rất là hết sức thận trọng khi ra đường. Thì bên này cũng đang còn khá là phức tạp vì hiện tại 4.000 mấy người đã nhiễm virus Vũ Hán, và hiện tại thì ở tỉnh của em cũng đã có người bị mấy người 30 mấy người rồi, cũng khá là hoang mang. Thì em vẫn nhận hàng của tất cả các anh chị và cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã có những cái ủng hộ và những cái quan tâm đến cái kênh của em, cũng như là cái việc nhờ em mua hàng, đặt hàng qua bên em. Thì em có order hàng trên các website của Nhật. Nhiều anh vào bảo với em là chủ order trên web này web kia đi, nhưng mà thực ra nó thật cái với các anh là web nào bên này em có tài khoản đấy, tất cả web hàng cũ hàng mới em có tài khoản hết, nên là các anh cần order hàng ở web nào em đều lấy được hết, thì không có khó khăn gì cả. Từ cái hàng mới cho đến hàng cũ, đấu giá, đấu rổ em có hết. Nên là em cũng rất là hay nghịch trên mấy web đấy. Em các đồ trong nhà em thì cũng em cũng mua trên web đấy nhiều. Nên là em cũng rất là có thể nói là khá là thành thạo trong việc mua hàng, đấu giá rồi trả hàng, thanh toán hàng rồi gửi hàng các kiểu, em cũng có thể đáp ứng được. Thì khi đợt này em không đi mua hàng được nhưng em vẫn có nhận được hàng về khá đều. Đây các anh chị có thể thấy được là cái hộp thiết rất nhiều trước mặt đây. Đấy. Hôm qua đây là vì cái hộp này nó to, là vì đây là tiếp tục một con series 321 tiếp. FS 321 series 2 tiếp, hôm nay về tiếp của một anh ở trong Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một có đặt hàng qua em. Trong Thủ Dầu Một thì em cũng có mấy người anh em trong đấy, có anh em họ, có anh em ruột cũng ở trong đấy, nên là các anh chị ở trong đấy cũng có khá nhiều anh em trong Bình Dương có đặt hàng của em, cũng một cái duyên. Rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả anh chị em. Thì hiện nay em đang cầm đây là một Sony SVS X7 của một anh đặt rất là lâu rồi, anh chuyển tiền em rất là lâu nhưng mà vẫn chưa có hàng. Thì đợt này mãi cũng đợt dịch thì mới có hàng cho anh ấy, nhưng rất tiếc lại chưa về được ngay. Cũng rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ em. Thì con này em cũng chưa bóc ra luôn, này hàng về nhiều quá em chưa kịp dỡ ra, nhân tiện em dỡ hàng thì em quay đoạn video cho anh chị cùng theo dõi luôn cái, và cũng để cập nhật luôn tình trạng để các anh chị cùng các anh chị em cùng nắm được. Đây, bọc rất kỹ nha anh chị. Đây có sạc, con này thì cái ngoại hình của nó khoảng tầm 90 hơn 90%, nên cái sạc này phải nói như mới 98%. Và cái loa của nó thì em sẽ mở ra. Và hôm nay thì em sẽ không test nữa vì những cái video test loa 1.7 SRS X7 này em làm khá nhiều mấy cái, và trên Facebook của em cũng đăng mấy cái. Ui rồi, và tuyệt đẹp. Con này cũng phải ngoại hình trên 90%, các anh chị có thể thấy, các bác có thể thấy mới tinh tinh tinh. Đấy, con này thì về Việt Nam giá là 3,2 triệu nha các bác. Con này có tính dính đây thì lau phát là được, không phải là xước mà là cái dính của cái ni lông thôi. Đấy, 3,2 triệu về Việt Nam, 3,2 triệu, 3,3 triệu tùy giá. Con đẹp này, rất đẹp. Con này thì các bạn thì vẫn là mặt đen, tất cả con Sony SVS X7 mặt cảm ứng và mặt sau lưng là mặt đen. Tuy nhiên thì mặt lưỡi có những phiên bản là màu trắng, phiên bản là màu đen. Đấy, thì em cũng bật lên thử xem thế nào và test cái nút Bluetooth thôi, chứ còn em không test nhạc nữa. Đấy, nó nhảy ngay, nút rất là nhạy, không vấn đề gì về nút Bluetooth. Như em có một con trong kia thì 10 lần ấn thì khoảng 2 lần
không được, 3 lần 4 lần không được mà 6 lần được. Đấy, thì kiểu kiểu em để lại em nghe vẫn rất là ok thôi, chứ không có vấn đề gì về âm thanh cả. Bắt Bluetooth thì cũng chập chờn, nói chung là chập chờn, khi nó hứng lên thì nó bắt, không hứng là không bắt, nên em để lại em nghe. Đấy, con này rất đẹp nhá, con S7 cho một anh ở bên Viettel, anh ấy làm bên Viettel, anh có gửi em rất là lâu rồi. Xin cảm ơn anh. Thì chuyến đầu tiên của đợt sắp tới về thì em nghĩ là cuối tháng 4 này sẽ có chuyến, và nếu mà thuận tiện hơn nữa thì đích thân em sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 4, 30 tháng 4 về đón chào thống nhất đất nước luôn. Nhưng mà rất tiếc là cái tình trạng virus hiện nay, vi trùng hiện nay thì hơi khó. Theo như ông bác họ em ở bên bên Mỹ, ông bảo là có cái vi trùng hiện nay đang hơi khó. Và đây là một con S7 này, con này mỗi khoảng tầm 95%, trên 90% đến 95%. Con này về Việt Nam giá 3,2 triệu nha bác. Con này bát thì các bạn có thể là xem các video trước em làm, hoặc là vào Facebook của em có những đoạn video em quay lên về cái đoạn nhạc của remix của S7 này, đánh cực phê, cực chất. Và đây tiếp tục là một con hàm mới mới nha bác. Nhìn các bác có thể nhìn vỏ này, các bác có thể biết được là hàng gì rồi đúng không? Bose Bluetooth Mini. Con này vẫn còn nguyên siêu hàng mới 100%, chưa hề sử dụng, chưa bóc hộp một tí nào. Con này mua bên này có giá là 4 triệu ở bên này rồi. Nếu mà một hàng cũ về Việt Nam nó rơi vào tầm 4 triệu, nhưng mà con hàng mới tinh tinh, một anh ở trong miền Nam mà, nhưng mà anh ấy ở bên Nhật này, thì anh có đặt em mua một con này, Bose Mini Soundlink này. Còn là một con hàng mới. Con này thì made in Malaysia thôi, chứ không phải là made in USA và made in Mexico. Nhưng mà em đã từng cầm trên tay cả made in USA, made in Mexico, made in Malaysia, chỉ có made in China là em chưa cầm được. Nhưng mà cái về cái âm thanh có thể đánh giá là nó 9 và 10, chứ nếu mà nghe thường xuyên nghe và nghe biết cảm nhận nhạc tốt thì có thể 9-10 thôi. Còn những người mà họ chỉ nghe bình thường ấy, thì hoàn toàn không có thể là đánh giá được hai con này có mức độ khác nhau như thế nào về mức độ chất lượng âm thanh. Đấy, nó rất là hay chứ không có gì khác biệt là mấy. Con này thì vẫn còn nguyên tem, tất cả các tem mác túi bóng hoặc bên ngoài này, tất cả và tất cả trong này thì nó là có hết phụ kiện trong này rồi. Phụ kiện của nó thì vẫn như các con khác là sạc cáp thôi. Đấy, và cái đế chân, cái chân đế của nó là vừa chân sạc vừa làm chân đế chân đẹp. Cái con này bên này có giá 4 triệu nha bác, hàng mới 100%, mua bên Nhật là giá 4 triệu, còn hàng cũ khoảng tầm 85 đến 90% gì đấy về mặt ngoại hình, không hộp thì về đến Việt Nam nó rơi vào tầm 3,8 triệu, có hộp nữa thì cũng tầm hơn 4 triệu. Đấy, 3,8 đến 4 triệu một hàng không hộp, và về Việt Nam mà có hàng có hộp như thế này. Nhưng mà tất nhiên là đã khui rồi và dùng rồi thì nó phải tầm hơn 4 triệu một tí. Có thể là nhiều bác bảo là chở củi về rừng, thảo hội về rừng gì đấy, nhưng mà em nghĩ là nhiều người ta muốn cảm nhận, muốn chơi, muốn sở hữu những cái con hàng như này thì họ vẫn sẵn sàng mua. Thực ra nó cũng có một cái chất gì đấy nó để người ta có thể bỏ tiền ra mua về như thế, đúng không ạ? Còn đây là mấy hộp về phụ kiện âm thanh, phụ kiện máy tính của em. Đây là máy tính của em, thì hôm qua em cũng có giới thiệu một mấy con máy tính của em ấy. Thì để em đang còn mua lại mấy cái ổ cứng về đã. Vì ổ cứng thì người Nhật người ta tháo ra, người ta lấy lại cái dữ liệu của họ, nên là họ bán cái thân máy không. Thì họ có thể bị lỗi một cái phần mềm như đấy, nhỏ thôi. Thì về em cài lại được. Vì sao họ không cài bên này? Vì nếu họ đưa ra ngoài quán đi bảo hành ý, thì bên này người ta sẽ dùng hết là hàng nguyên bản quyền. Và nguyên bản quyền rất là đắt. Đấy, thì bình thường người ta mua máy là bán cả cái bản quyền này thôi, nên họ cái việc mà sửa một cái máy mua bản quyền, nó một cái máy cũ mà sửa nguyên bản quyền nó sẽ đắt, gần như là một cái máy mới, thì họ sẽ mua một máy mới hơn, bán cái máy cũ đi không tội gì cả. Đấy, còn đây là cuối cùng là con Bose 321 Series 2, giống như con em mua cho anh Hưng ở trên thành phố Bắc Ninh, nhưng đây là cho anh ở trong thành phố Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Con này thì nó có chất hơn cả con hôm qua luôn các bạn.
dây thử hoặc cắm sẵn luôn, AV có luôn. Con hôm qua là con không có cả AV, còn em lấy AV của em và dây, đây còn có cả dây quang luôn này, còn có cả dây quang luôn đấy, đầy đủ hết, dán kín bọc hết. Và chất hơn nữa là con này nó có cả cái chân kính, hai chân kính vẫn bọc kín này, qua hai chân kính trong này 321, và đây là vẫn có điều khiển. Điều khiển em vẫn có bỏ cái pin vào và pin Japan luôn, để gửi về tặng cùng với cái điều khiển luôn. Còn ở trong này thì vẫn là cái những cái loa của nó thôi, loa và cái siêu trầm nó vẫn ở trong này. Đây cái loa nó bọc rất là kỹ, bọc luôn cả lưới này, thêm một cái túi lưới như này nữa. Túi này trong con lưới nha, không phải túi thường nhá, túi trong lưới này. Rồi, rồi ngoài này có thêm một lưới nữa, cái bóng hơi nữa, em lót rất là kỹ. Như này bưu điện Việt Nam vẫn ném được vỡ cái loa của em, em vẫn phải hại đấy. Thì bọc rất là kỹ như này. Còn để mở ra cho bác xem cái bề ngoài của nó đẹp hơn cái con của hôm qua luôn đấy. Nói chung con qua 90% thì con này cũng tầm 93% gì đấy, 100% thì không có đâu, vì hàng cũ mà 93 95% là có thể là nói là chắc lắm rồi, cái căng chặt thế. Cái này thì hôm qua em có thử cho bác xem ấy, thì cái chất âm nó cực kỳ hay, bass siêu trầm của nó. Con này công suất 300W và con này tất nhiên cũng là made in Mexico đối với FS321, nhưng cũng có một số bác bình luận trên kênh của em là cái này ở Việt Nam thì hiếm nhưng mà ở Nhật thì rất nhiều. Thì em cũng nói luôn là nhiều thì có nhiều, nhưng mà rất nhiều thì không có rất nhiều đâu các bác, không có rất nhiều đâu, cũng có nhiều thì em cũng công nhận là cũng có nhiều hơn ở Việt Nam thật, nhưng mà rất nhiều thì nó cũng không đúng lắm, vì nó không có rất nhiều đâu, cũng đắt chứ không rẻ đâu. Mua bên này là cũng 4 triệu một bộ như này, tất nhiên là một con mini này nó tí tí này, nhưng nó cũng đắt 4 triệu bằng cái con to đùng này. Và con này 32W, con này thì 300W, nhưng mà dù sao nó cũng có chất riêng của nó, không không phải tự nhiên mà người ta bỏ tiền ra người ta mua. Rồi thì em sẽ bọc lại hôm nay để quay giới thiệu lại cho bác và cập nhật một số cái tinh thần như thế thôi. Thì em bọc lại và để chuẩn bị gửi xuống kho, và có chuyến đầu tiên sẽ đưa về cho các anh ấy. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các anh chị. Và anh này là cũng là xem video của em lần đầu tiên, sau khi hôm qua em có hôm trước em có đăng cái combo 321 MS Series 1 trên Facebook ấy, sau em có đăng trên cái tab cộng đồng của YouTube, thì anh ấy vào anh ấy nhắn tin cho em và đặt mua luôn một đôi như này. Đấy thì em tìm được một đôi như này nữa em mua luôn. Và hôm qua đăng cái video lên của cho anh Nhung ở Bắc Ninh rồi, hôm nay thì sẽ có đôi loa này của anh ở trong Bình Dương. Đấy thì em xin chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng và chuyển hết tất cả tiền cho em trước. Đấy, dù là mới xem kênh của em lần đầu tiên, xin chân thành cảm ơn anh. Và chúc anh gia đình có sức khỏe, cũng như tất cả các bác đang theo dõi kênh của em có sức khỏe và gia đình mạnh khỏe trong cái dịp dịch này. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong các video lần sau.